loại chậm, loại chậm, loại chậm. Thích sản văn hà thủ lưu tình, trọng sinh, thần thú với linh khí khôi phục, bị bất hóa hình, huyền huyễn cạc cạc loạn sát, trọng sinh thành mèo, Bạch Xuyên được đưa về quê, vốn tưởng rằng mèo sinh như vậy không lo, thẳng đến có một ngày, Bạch Xuyên ăn một trái cây. Chương 1 Trùng sinh thành mèo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2 Bị người đánh bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Gặp người hảo tâm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Tỉnh lại lần nữa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Bị ông về nhà bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Thế giới cũ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Mê màng tương lai Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Đi công viên tìm mèo mẹ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Về nhà Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Một bãi thôn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.